Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình thấy ở ngoài vườn có rất là nhiều lá cách luôn. Mà thường lá cách người ta ăn với bánh xèo, nhưng mà hôm nay mình không có ăn với bánh xèo nha, mà mình hái về coi ở nhà mình có cái gì để chế biến chung với lá cách thì mình thực hiện nha. Rồi mình mời các bạn ăn cơm chiều với mình luôn nha. Đây lá cách quá trời tốt luôn nè. Mình sẽ hái lá cách này về nha. Rồi có cái gì nấu chung được với lá cách không nè. Quá trời tốt luôn. Cái lá này cuốn bánh xèo cũng rất là ngon, nhưng mà hôm nay chiều rồi, làm bánh xèo không có kịp. Nên thì có cái gì nấu với lá cách thì mình sẽ nấu chung. Còn nữa nha, ngoài kia còn một cây rất là tốt luôn. Ở vườn của mình cây rau rồi đủ thứ luôn, khỏi cần phải đi chợ luôn á. Mình thấy mê luôn á. Rồi bây giờ mình lại cái cây lá cách phía trước nha. Cái lá cách này dữ hơn nữa, tốt quá trời luôn nè. Ở nhà là khỏi còn phải đi chợ luôn nha, rau này kia rồi có đủ hết luôn. Lá cách rồi bông súng rồi bông mút nè, bạc hà nè, rau má đủ thứ hết trơn luôn á. Mà không có phân thuốc gì luôn. Lá cách này người ta cũng xào ớt rồi nữa này các bạn. Mấy cái tiền này để mình ra ngoài đây mình hái mấy cái lá ngoài luôn nha. Mấy cái lá ở phía ngoài nó mới tốt rồi. Đi về gần đây coi còn cây nào nữa nha. Đằng kia còn một cây bự chà bá luôn kìa. Cái này hơi cao nha, mình phải quặng xuống mới tới nha. Cái này nó hơi cao. Cái mục mục này là ăn không được nha các bạn. Được có vài lá thôi. Rồi, mình thấy bao nhiêu đây cũng rất là nhiều rồi đó. Bây giờ mình đi vô nhà xem á, có cái gì để mình chế biến được với cái lá cách này không thì mình sẽ chế biến. Rồi sẽ làm cơm chiều thôi. Gắn gì vậy cha? Được cá. Trời ơi. Mấy con cha? Một cái đầu nó rồi hả? Hai con lận. Con cá trùng cặn nó bắt. Nãy con có hái lá cách thì chị đang hồi chắc bằng xào lá cách luôn quá à. Ừ, cái này xào có lá cách ngon lắm con. Bây giờ thì mình sẽ nấu nước sôi để trụng mấy con rắn này nha. Nấu nước thiệt là sôi thì nó mới chốc cái da ra được. Rồi chiều nay thì mình sẽ làm món rắn xào lá cách luôn nha các bạn. Ở nhà mình nó củi nhiều dữ lắm nên mình sử dụng bếp củi là thường, mình ít xài ga đó. Nhà có dừa đồ này kia đó, rồi mình lấy củi dừa mình chụm.
rồi cây này cây kia nó khô á, nó mục nó rớt xuống đó, lấy chụm được luôn á, tận dụng. Chờ đợi nước sôi thì mình sẽ đi rửa lá cách nha, rồi mình cắt ra luôn, xong có một hồng bằng rắn, bầm rắn và đem đi xào được rồi. Lá cách này ăn rất là mát luôn nha, nó thơm nữa mà ăn vô nó có vị ngọt ngọt. Qua tìm hiểu, mình được biết là lá cách có công dụng làm mát gan, lợi tiểu. Có thể sử dụng lá cách tươi để chế biến các món ăn hoặc là lá đã phơi khô để nấu nước uống hàng ngày. Ngoài ra thì thân cây cách cũng có tác dụng là giúp hạ đường huyết rất là tốt luôn. Cách dùng là lấy thân cây cách chặt nhỏ rồi phơi khô hoặc là nấu tươi, nấu với nước để uống hàng ngày luôn nha. Ngày trước thì rắn trung chỉ là loại bỏ đi, ra ruộng thấy nó nằm cuộn tròn trên bờ mẫu thì dùng cây dít nó đi chỗ khác vì thấy nó ớn ớn sao á. Mặc dù rắn trung thì nó chưa bao giờ cắn ai, nhưng mà rắn trung theo y học cổ truyền á có tính mát, bổ thận, trị đau lưng nhức mỏi, nên những năm gần đây á rắn trung trở thành đặc sản trên bàn nhậu của không ít nhà hàng quán ăn nha. So với rắn di cá hay là rắn di dôi á, thì rắn trung có da rất là dày nên khá là dai. Dùng dao cà mạnh lên thân rắn để cho mềm xương, rồi rút bỏ phần xương, sau đó cắt nhỏ thịt rắn cho vừa ăn, rồi ướp với hành tím, tiêu, tỏi, nước mắm, đường, bột nêm để chừng khoảng 15-20 phút cho thịt thấm rồi mới đem đi xào nha. Trắng chín rồi mình để lá cách vô nha. Cái lá cách này rất là mau chín, mình xào qua xào lại cho nó săn lên là mình nhắc xuống được rồi nha. Để mau chín quá là nó mất chất ở trong cái lá cách. Rồi thơm quá trời luôn rồi. Do là mình thích ăn lá cách nên dễ lá cách hơn nhiều. Rồi xào qua xào lại 2-3 lần nữa rồi nó xuống nha. Chuẩn bị dọn cơm lên ăn nha. Ra dĩa nha. Nó còn xanh xanh vậy ăn nó ngon nha các bạn. Thấy vậy chứ thịt rắn cũng nhiều lắm nha, nó ở phía dưới nè. Xào được một dĩa luôn. Thơm bắp có tiêu, rắc thêm miếng tiêu vô nữa nha.
bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo để mình có thể chia sẻ được những món ăn ngon của đất nước Việt Nam mình đến với tất cả các bạn được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.